Luật sư và người ủng hộ bà Tymoshenko kéo đến bệnh viện, tin từ Kharkiv. Luật sư và một nhà lãnh đạo đối lập đã tới bệnh viện để khuyên bà Julia Tymoshenko ngưng tuyệt thực. Cựu thủ tướng Tymoshenko đã bị tuyên án 7 năm tù vì tội lạm dụng quyền lực trong thời gian làm thủ tướng. Bà hiện cũng đang bị truy tố các tội trốn thuế, nhưng phiên tòa xét xử này đã phải đình hoãn nhiều lần vì bà Tymoshenko bị bệnh, không thể ra tòa. Bà Tymoshenko nói rằng bà ta chưa làm điều gì sai, việc truy tố chỉ là hành động trả thù và muốn loại bỏ một đối thủ chính trị của Tổng thống Yanukovych. Bà đã tuyệt thực từ ngày 29 tháng 10 để phản đối cuộc bầu cử gian lận. Luật sư Serhiy Vlasenko cùng với nhà lãnh đạo đối lập Andriy Kozhemyakin đã tới một bệnh viện ở Kharkiv, nơi bà Tymoshenko đang chữa trị bệnh đau lưng kinh niên, để khuyên bà ngưng tuyệt thực. Sau đó, họ cho biết bà Tymoshenko vẫn chưa có quyết định.